Đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi Màu đâu? đỏ. Màu đỏ. Trời ơi, màu đỏ. Màu xanh. Màu xanh. Cái đó màu đó màu gì? Nó lộn rồi. Màu xanh đó. Trời, đọc. Đó. À. Vô hai chị em chỗ banh đi. Chị ba vô chỗ banh với em kìa. Đi vô đó banh với em đi con. Ôi rồi suốt dữ luôn. Đá banh đi, hai chị em đá banh đi. Em đi hướng trên. Em đi hướng kia. Em rớt qua trên. Đá banh với em đi. Bắt nó lại, bắt nó lại. Kìa kìa kìa, lộn banh chọi cho ba chiếc, lộn banh chọi cho ba chiếc. Lộn banh chọi cho ba lẻ 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 nó chứ ba chọi. Ừ. 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 Chảy chảy chảy. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ơi. Trời ơi chạy kìa. Đóng cái cửa lại con, đóng cửa chín 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 chín. Chạy. Trốn liền. Chết em đột. Ai da ai da ai da. Em phải tụt xuống như nó á. À, trời con đá là chị ba banh kìa. Trời chuột với chị ba chỗ banh vòng vòng luôn, con đi lượm banh chỗ là chị ba đi. Ok nó chạy nó không ngớt hết kìa, lượm banh chỗ là chị ba đó suốt suốt à. Sao không đá banh cho vậy mà chạy không vậy? Hả? Dơ. Yeah. Chị nhúng luôn mẹ. Hả? Má chị nhúng luôn. Má chị nhúng luôn hả? Nhúng gì? Nè má chị nhúng luôn nè. À nhúng hả? Nhưng mà bắn không được. Con không biết chơi. Con không biết chơi cái đó. Cái đó là để người lớn chơi chứ con nít con chơi không được, biết không? Con chỉ nít con được chơi nhà banh thôi. Con chạy quăng nít nữa kìa cả nhà. Bỏ dép ra con. Rồi. Đó. Chơi lên đó mà bỏ dép hả? Rồi kìa. Lên tới rồi đó, đó nhà thấy không? Bò ngược lên tới rồi đó. Hay vậy? Hay vậy? Trời ơi, giỏi quá ta. Rồi đi nữa hả? Trời ơi. Con gì đó, con gì bò đó. Làm con gì bò vậy? Đi vậy đó. Mẹ không bắt được con đâu. Ờ, mẹ không bắt được con đâu hả? Con chạy nhanh quá mà. Chuột, chuột chạy nhanh quá sao mẹ bắt được đây? Nè bé ba ông bà đi. Bé ba. Ba đi tay đâu tay đâu? Tay đâu? Đâu rồi? Hả? Mẹ chị ba đâu rồi? Chị ba ai biết chị ba đi đâu đâu? Chạy đâu rồi? Hả? Chạy đâu rồi?